Rồi, đến ghế đây nha, ngồi xô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ hai bạn ngồi gần nhau rồi đó, chỉ cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ mình nói lớn lên. Rồi, mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Văn Thông, quê em ở Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Phước. Dạ, năm nay em 28 tuổi, sinh năm 1991. Và đang khai thác nhựa cây cao su. Khai thác nhựa cao su? Dạ. Cho công ty hay là sao? Ý là làm cho vườn mình. À, làm cho gia đình mình. Rẫy bao nhiêu hecta? Hơn 5 hecta. Hơn 5 hecta? Dạ. Vậy thì nó bự quá rồi, mình làm sao hết? Phải thuê người nữa. À, mình phải thuê người. Đông đông nhân công không? Có 1-2 người. 1-2 người. Là cái đó là mình làm quanh năm luôn hay là vô mùa mới làm hay là như thế nào? Không, một mùa chỉ có 8 tháng nè. 8 tháng đi làm, 4 tháng chơi. 4 tháng không phải chơi đâu, 4 tháng nó cũng làm việc khác. 4 tháng làm việc khác, ví dụ việc khác là làm việc gì? Nuôi cá nè. Có nuôi cá nữa? Dạ. Trời, ông chủ giỏi dữ ta. Thế mình đang sống với ai vậy? Sống với ba mẹ. Ba mẹ, thế ba mẹ là còn làm việc không hay là nghỉ hưu rồi? Có ba mẹ đang còn trẻ, ba mẹ năm mấy. Ba thì làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Ba làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Vậy là cái việc làm rẫy nuôi cá là một mình em thôi. Dạ. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em trai, em là thứ hai. Rồi hai người kia đâu? Anh là có vợ rồi còn thằng em nữa. Rồi ông chủ ha. Rồi tới em gái giới thiệu đi em. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương, năm nay 29 tuổi. Em là kế toán, em đang làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột ạ. Có ngại bạn trai nhỏ hơn mình tuổi không? Dạ không ạ. Ta tuổi trẻ nhưng mà tài cao, ta dạ. Làm ông chủ rồi. Dạ vâng nha. Ạ. Dạ. Quê mình là ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột nhưng mà quê gốc em ở là miền Bắc ạ. Vào Buôn Ma Thuột lâu chưa? Dạ em được sinh ra ở bên mở Buôn Ma Thuột luôn ạ. Sinh Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Rồi hiện giờ sống làm việc Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Hôm nay xuống đây ghi hình thôi. Dạ vâng ạ. Rồi chừng nào về? Dự kiến thì tối nay hoặc là tối mai gì đấy. Thôi tối mai đi, ở nay ở lại đi chơi một bữa nữa. Buôn Ma Thuột giờ phải chạy ngang Bình Phước. À, về Buôn Ma Thuột phải chạy ngang Bình Phước. Đúng rồi. Từ Bình Phước lên Buôn Ma Thuột còn bao nhiêu cây nữa biết không? Đi lần nào chưa? Chưa đi lần nào. Ủa phải trăm mấy, gần 200 cây nữa. Chắc 300 cây á. Hả? 300 cây. Đâu dữ gì? Xa lắm. Không. Từ đây Buôn Ma Thuột có 200 mấy chục cây à. Mà từ Bình Phước rồi đi lên nữa còn 100 mấy à. Em thôi chưa sợ. Đi, em chưa đi nữa à, em. Có 100 mấy à, bữa chị đi diễn ở Buôn Ma Thuột mà 200 mấy chục cây à. Là từ Sài Gòn luôn á. Còn mà từ Bình Phước lên 100 mấy à. Em chưa đi khi nào hả? Lát nữa search Google coi thử, chị Tường cũng không rành địa lý. Cần gì search, chị bảo anh đi lên là biết liền. Ờ, cần gì search, đi lên một lần là biết liền. Dạ. Giờ quen bạn gái ở xa quá có ngại không? Không, sao ngại được vì con trai mà đâu có ngại. Nhưng mà thí dụ ở xa vậy thì bao lâu mới thăm cổ được lần? Nếu mà yêu nhau, hiểu nhau rồi thì tuần hoặc 2 tuần vậy. Tuần, 2 tuần lần lại rồi. Còn nhiều công việc nữa. Rồi yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Một năm. Khoảng cách cỡ nào mà yêu rồi là vượt hết đúng không? Giống như kiểu mà người ta nói là yêu nhau mấy núi cũng trèo. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà có cái đèo nhỏ nhỏ vượt hôm qua. Không. Đều nhỏ to gì em vừa thấy. Vượt hết phải không? Rồi. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hoạt bát. Em thích vào gặp gỡ và nói chuyện với mọi người và cũng là người biết cảm thông và chia sẻ chị. Còn điểm yếu của em thì đôi khi là với những người thân quen em nói hơi nhiều ạ. Nên là nói nhanh nữa. Em cũng nói hơi nhanh. Đúng không? Nói chậm chậm lại, nói lớn xíu ta mới nghe rõ được nè. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Biết ca hát. Biết ca hát. Đầu tôi không tin, bây giờ ca hát thử khúc tôi nghe coi. Dạ em ca một đoạn bài Chị Em Mình Em. Mời nghe. Ta giúp lại ảnh đi. Rồi mời em. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho vơi đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Giọng hát này chắc cũng đi luyện dữ lắm phải không? Ở nhà em hát. Ở nhà hát. Có tiệc tùng đám cưới đám hỏi gì có lên hát không? Có, lâu lâu đám cưới anh em bạn bè thì... Chắc cũng giật bành luôn đúng không? Chung vui. Chung vui đúng không? Yeah. Rồi bạn gái mình đáp lại liền chứ không thôi là mình thua sao? Mời em. Cảm ơn tình yêu. Rồi mời em. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm, phút giây còn mãi hát lên.
nhân, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Trời, cặp đôi này mà giờ lấy nhau về rồi hát hoài ai chịu nổi ta, rồi dành nhau giật cái micro nhau nữa, khổ ghê luôn ạ. Ổn không em? Cô hát được không em? Hát hay. Hát hay ha. Em hát cũng hay, hai người đều hát hay hết. Rồi bây giờ tới cái tình trường coi sao nè. Hai mối tình. Hai mối tình. Cái mối gần đây nè bao lâu? Hồi năm 21 tuổi. Rồi sao chia tay? Cô hàng xóm dễ thương quá mà sao chia tay? Chắc là không có chăm sóc, không có quan tâm người ta phải không? Lo toàn là mấy cây cao su, mấy cây nhựa không chứ gì. Đúng không? Bây giờ rút kinh nghiệm nha. Bây giờ có tình yêu là phải quan tâm chăm sóc đến người yêu, đặc biệt là yêu xa nữa, phải nhắn tin, hỏi han, gọi điện. Đúng không? Thế em tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa chính thức quen ai cả. Tại 29 tuổi mà chưa quen ai hết. Dạ. Nguyên nhân là có hai lý do chính. Một là người mà em thích thì lại không thích em, và người thích em thì em lại không thích. Trời dạ. Ơi, khổ vậy trời. Vậy là chưa có hôn ai, chưa có nắm tay, chưa gì hết. Dạ, đó gọi là bí mật, ít mật mí, nhưng mà ai cũng biết cả. Trời dạ. Ơi, phí hoài tuổi xuân quá. Rồi sao bây giờ em thích làm sao mà người ta mà người ta không thích, rồi người ta thích sao mà em không thích nè? Thì em thích người như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em thích thì nếu là một người như là ấm áp, dạ, là người có trách nhiệm, rồi biết quan tâm và chia sẻ với mọi người ạ. Rồi về ngoại hình thì như thế ngoại nào? Ngoại hình thì là cao 1m6 trở lên ạ. Dạ, có đôi mắt đẹp. Mém đẹp. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. 1m65. Dạ. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Mập, ốm, cao, tóc, tai, quần áo em thích như thế nào? Dạ, về trang phục thì em cũng rất là thoải mái. Còn gầy với ốm thì đừng có gầy quá mà đừng có mập quá là được. Đừng dạ. Gầy quá, đừng mập quá. Dạ, vâng ạ. Mập quá bắt về tập thể dục, mà dạ. Ốm quá về mình nuôi ăn. Dạ, gầy quá em sợ đi ra ngoài, em lại sợ là anh bạn ấy là bay mất chiếc gió mất. Bay chiếc gió mất, cao. Đó. Rồi, thế còn em sao? Kiếm một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi ngoại hình như thế nào? Cao 1m55 trở lên. Có gì nữa? Mặt tròn. Mặt tròn, tròn luôn. Cái này gọi là trăng luôn đấy ạ. Cái này là tròn do. Gì nữa? Vậy được rồi. Vậy thôi, thế thì đơn giản quá, đâu có tiêu chuẩn gì khó đâu. Thôi được rồi, bây giờ đó, cho chị coi tấm hình coi nè, để đoán nhau coi được không nha. Đó, anh ấy có ở trọng đó, coi đi. Dạ em gửi chị. Đó, có cô gái ấy chổng luôn đó. Cao 1m, 5m mấy cưng? Dạ em, thực ra là em chỉ cao 1m50 thôi chị. Cao 1m50 thôi. Dạ. Anh này thì cao 1m65. Dạ. Đó. Mặt tròn, xương xương, gầy gầy. Cao 1m65 mà ông chỉ vô người cao cỡ 1m7 gì vậy ông? Mình cao có 1m65 mà chỉ cô cao chi dữ vậy? Thì cô này thấp nhất rồi. Giờ thích cô nào tôi gả cô đó nha. Lựa cho kỹ nha. Cô này đi. Cô đó đúng không? Chắc chưa? Ưng Nguyễn đấy. Ưng chưa? Ưng nữa. Ưng cô đó chơi đáng lát là tôi làm mai cô đó đó nha. Rồi, bên đây. Dạ, chị. Ai, anh nào? Dạ, em đoán cho anh này. Đoán anh này? Dạ. Lý do tại sao? Dạ, thấy em không biết, như cảm nhận là giống như là giống giống em. Ồ, giống giống em hả? Dạ. Trời ơi. Mặt tròn đó. Mặt tròn. Dạ. Anh không có tròn đâu em. Thôi được rồi, đó là mình đoán cho vui thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái cảm nhận của mình có đúng hay không nha. Dạ vâng ạ. Mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua cánh cửa trái tim. Sao chào à? Anh ạ. Chào. Đúng không em trai? Đúng rồi. Em đúng rồi hả? Hồi nãy chỉ cô kia là trớt quớt rồi thấy không? Thôi bây giờ là mình đoán, bây giờ người thật việc thật ở đây rồi, mình trò chuyện thôi. Anh có món quà gửi cho em. Đây đây, qua trái tim luôn. Không, em qua bên đây được. Ờ thôi em thích qua, em qua. Dạ vâng ạ. Dạ chào anh ạ. Dạ cho em gửi đây chứ. Dạ rất vui được gặp em. Dạ vâng ạ. À, ta muốn qua để ta bắt tay. Rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy cô gái bên đó? Cô ấy cũng dễ thương. Tròn không em? Đạt chuẩn em khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. Rồi, còn em thì sao? Dạ thì anh cũng gần giống những gì em tưởng tượng ạ. Dạ. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Lai. Khoảng vài phút sau chị Tường sẽ quay lại nha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Mr. Lai. Đây là món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy, nhồi tôm chiên giòn. Muốn ăn rất là ngon ha. Đây là phong cách ẩm thực Hồng Kông đó. Ăn nhưng mà nhớ trò chuyện với nhau nghe, hỏi nhà cửa rồi hẹn cái lịch coi sao cho nó trùng khớp, lên thăm nhau nha.
Rồi mời hai bạn tự nhiên, chị Tường sẽ quay lại liền. Dạ, chào chị. Dạ, em chào anh. Dạ. Mời em. Dạ vâng, mời anh ạ. Dạ. Dạ. Ủa anh như vậy là anh lên lúc nào? Anh lên hồi sáng. Hồi sáng hả? 7 giờ. Dạ. Anh đi bằng cái gì lên đây? Đi xe máy. À, đúng là từ Bình Phước mà lên đây đi xe máy rất là tiện. Từ đó em từ trên đó mà đi xe máy thì mất khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, nên là nên đi ô tô thì nó sẽ hơi nó đỡ hơn, đây em hơi đi, xa. Dạ. Đi xe giường nằm phải không? Dạ, em có đi xe giường nằm mà. Dạ. Nhà em thì bao nhiêu anh chị em? Dạ, nhà em thì có hai anh chị em và một em trai nữa. Nhưng em một em trai thì lại hay đi làm xa, nên là em lại hay ở nhà với bố mẹ. Em đang ở sinh nhưng mà em ở với bố mẹ luôn. Bố mẹ nhiêu tuổi chưa? Bố mẹ em khoảng tầm 50-60, thế nói chung là vẫn là chưa, vẫn còn là trẻ. Với em thì bố mẹ em luôn luôn trẻ. Không, dạ. Vậy nhà em ở nhà làm gì? Bố mẹ em? À dạ, bố mẹ em thì trước khi làm công nhân thì bây giờ mẹ em nghỉ hưu rồi. Còn bố em thì vẫn làm rẫy. Chắc cà phê. Dạ, có rẫy cà phê, hai phụ huynh cứ túc tắc làm rẫy coi như là vừa tập thể dục vừa đi làm luôn ạ. Vậy bữa nào anh lên chơi được? Dạ, anh có muốn anh lên chơi hay là anh muốn lên phụ cũng được luôn. Lên phụ luôn. Dạ vâng ạ, em đồng ý hết. Dạ, ok. Dạ vâng ạ. Vậy em dùng đi. Dạ vâng ạ, em mời anh ạ. Ủa anh đi làm như vậy thì có anh hay đi chơi, đi đâu chơi lâu không? Hay là hay thường ở nhà? Anh thường ở nhà không ạ. Anh có hay đi du lịch gì không? Có, anh hay đi phượt với đi du lịch Tết rồi mới đi. Còn bình thường công việc nhiều đâu đi được nữa. À dạ vâng ạ. Sở thích của em là một năm ít nhất em phải đi một hai nơi em mới cảm thấy nó là thoải mái được. Chứ còn nếu không được đi đâu em cảm thấy rất buồn á. Đúng rồi, nó cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ, nói chung là người ta bảo là sáng thức dậy ở một nơi xa ấy anh. Đúng rồi. Dạ. Anh thích vậy lắm. Dạ vâng ạ. Dạ. Ở nhà mọi người có hỏi về vấn đề lấy lập gia đình không? Cũng ít hỏi lắm nhưng mà... Vậy là cũng thoải mái. Tại thoải mái lắm, ba mẹ anh thoải mái lắm. Bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em bảo là nói chung là được quyền lựa chọn và được quyền chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Bố mẹ không ngăn cản. Quyết định là do hai đứa thôi. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Cứ hai đứa cứ hai người cứ tìm hiểu đi, nếu mà có duyên thì sẽ tiến tới sao. Dạ. Thì nói chung là nếu mà có một dịp nào đó thì mời anh lên Buôn Ma Thuột. Trên em không khí rất là mát mẻ, mọi thứ rất là thoải mái á. Thì lên một lần để biết xem là con đường từ dưới Bình Phước lên Buôn Ma Thuột nó xa như thế nào. Hay là nó gần ra sao nhá. Dạ. Gần ngã tư Trấn Thành ấy. Dạ. Rồi, nãy giờ có ăn được miếng nào chưa? Có, em ăn được miếng. Ngon không? Ngon lắm. Ngon chị ơi. Ngon chị ơi hả? Đứa đồ ăn của Hồng Kông là ngon lắm nha. Rồi nãy giờ có hẹn hò được gì chưa? Có. Có làm sao? Giờ chừng nào lên thăm cổ lần đầu tiên bây giờ? Bây giờ là bữa nay ta ở lại tới, thí dụ ở lại tới mai rồi, có hẹn hò đi đâu chơi không? Tối nay có đi đâu chơi không? Thì để em rủ. Để em rủ này, nãy giờ chưa rủ nữa. Chưa. Trời ơi. Thế là em đợi anh ấy rủ ấy. Em tính rủ rồi mà em thấy anh không nói thì em cũng bèo dế, sợ bèo luôn, thấy không? Thì đang mê man nói chuyện. Vậy hả, đang mê man nói chuyện. Chưa đề cập tới. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ha. Nhưng mà giờ quan điểm của tụi em về hôn nhân gia đình là như thế nào? Theo em quan điểm về hôn nhân. Với em thì quan điểm về tình yêu ấy thì là tình yêu thì có tính thời điểm thôi, và nó bắt đầu từ sự rung động, nhưng mà có bền lâu hay không ấy thì là nó là sự nỗ lực. Còn về quan điểm về hôn nhân thì là sự cam kết và trách nhiệm và sự tôn trọng. Cam kết, trách nhiệm, tôn trọng. Thế còn em, quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Em cũng đơn giản lắm, sống nó tình cảm á, hai bên yêu thương nhau. Thí dụ như sau này sinh con thì em muốn sinh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy anh theo mình lựa chọn mà. Không, tùy theo vợ, vợ sinh mà mình đâu có sinh được. Đúng không? Nhưng mà phải có mình góp sức vô mới sinh được chứ. Thì có mình góp sức, nhưng mà vợ đẻ nhiêu thì nuôi nhiêu. Dạ, đẻ nhiêu nuôi nhiêu. Nếu mà lấy nhau về thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý em cũng được, nhưng mà ai thích thì người đó quản lý. Xưa giờ em làm ăn vậy đó, rồi tiền bạc là ai giữ? Em giữ hay là bố mẹ giữ? Em giữ. Em giữ hết. Vậy là cũng có dành dụm được nhiều không? Cũng có. Em đi đầu tư đất đai. Ồ, dành đi đầu tư đất đai vậy là giỏi quá rồi. Có được mấy miếng đất rồi? Cũng có vài miếng. Có vài miếng vậy là tốt quá rồi ha. Còn trẻ mà vậy là giỏi rồi. Đây, giờ chị cho hai bạn bóc vài lá thăm nha. Bóc vài lá bài của chương trình nè. Rồi mình đọc lên, đọc lớn lên. Rồi mình thực hiện cái yêu cầu ở trong này. Hãy thể hiện năng khiếu khiến đối phương vui. Năng khiếu khiến em có thể khiến cho anh vui là em thường hay đôi lúc là em hay kể chuyện cười. Nhưng mà lên đây thì em lại bị run quá nên là không thể nhớ được chuyện cười. Được. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thấy anh là em nghĩ đến một vấn đề. Đó là nhìn anh rất đẹp trai, nhìn anh rất đẹp mắc cười và rất vui. Vui không?
người ta khen mình kìa. Chị khen thì phải vui thôi. Đó, người ta đang kể chuyện vui đó. Chuyện, yeah, chuyện vui, chuyện cười đó, phải có thiệt đâu nha. Đúng không em? Thật mà. Ủa thật luôn. Chúc mừng em. Cái tình yêu thương rất là đẹp trai. Bây giờ em bóc một lá bài đi, đọc lớn lên. Em yêu cầu anh thực hiện cái điều trong đó. Nếu hai bạn yêu nhau, thời gian nào ra mắt gia đình và bạn bè? Nếu mà yêu nhau thì khoảng... Trả lời với cổ á. Anh phải nhìn em, đúng em rồi. Đây này. Nếu mà yêu nhau thì khoảng 2 tháng hoặc 1 tháng vậy. Rồi mình về ra mắt. Không, giờ đây là lên trình hình ra mắt rồi. Nhanh dữ vậy đó hả? Thấy đâu đó. Tao nói lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Có nghe câu này chưa? Em nghe rồi. Đó, bây giờ mà không lấy lẹ là coi gió thổi là nó bay luôn đó nha. Còn gió thổi mà bên đây không bay là gió thổi em bay á. Lấy anh này về là phải tẩm bổ, phải nuôi khéo nữa nè. Chắc là cũng không có ai chăm sóc ăn uống nên là hơi là thiếu cân. Mà mạnh khỏe không vậy? Khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Sao dân làm rẫy mà sao tôi thấy yếu xìu vậy? Trời, em khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Một ngày lao động của em là như thế nào? Em kể chị nghe có lịch trình coi. Sáng mấy giờ dậy? Nếu mà mình khai thác nhựa cao su thì nó làm ban đêm mà. À, làm ban đêm hả? Ồ. Buổi đêm thì mình làm từ 2 giờ tới 5 giờ. 2 giờ khuya hả? Làm tới 5 giờ sáng. Ủa lý do sao vậy? Em là cái giờ đó mới có nhựa hay là nhựa sao? Nó mới chạy ra. À, giờ vậy mình mới biết. Làm xong rồi nhựa nó chạy ra, xong rồi mình đi lấy khoảng 90 giờ mình đi lấy. 2 giờ đến 5 giờ, rồi sau 9 giờ đến 10 giờ là sao nữa? Tức là chính là nó cạo chạy. Đó, khi mình cạo là vậy mình nhựa nó chạy. À, rồi cái mình đi ngủ hả? Đi ngủ. Đi ngủ rồi cái 9 10 giờ mình dậy mình thu hoạch. Rồi sau nữa chiều đi chơi. Chiều đi chơi thôi. Trời, sướng quá. Rồi buổi tối cũng chơi luôn, chỉ có 2 giờ mới đi làm, đúng không? Khỏe rồi, vậy được rồi đó, ổn không, định buổi rồi. Buổi chiều đó thì đi chơi nhưng mà có khi thì phải cho cá ăn. À, đi chơi phải cho cá ăn. Không, công việc cũng nhàn hạ quá. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ lấy nhau nè, em có ngại làm dâu không? Dạ, em không ngại làm dâu chị. À, yeah. Rồi đi xa cũng được, phải không? Hai bạn cùng quê ở ngoài Bắc đúng không? Mình hẹn hò nhau về thăm quê, thăm bà con cũng tiện. Em cảm nhận về anh từ khi gặp đầu tiên là như thế nào? Dạ, cảm nhận của em về anh đầu tiên em thấy là anh là một người rất là chân thật. Nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, em và cũng là một người như là đàn ông có trách nhiệm với gia đình á. Dạ. Điều đó thì khiến em rất là cảm thấy rất là ấn tượng ạ. Dạ. Còn anh thì sao, anh cảm thấy em như là người như thế nào? Em nhìn em cũng hiền. Dạ. Hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh cũng cảm nhận vậy thôi. Không biết được. Nhưng mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, vâng. Đúng ạ. Rồi. Thật ra hôm nay là chúng ta có một cái cơ hội, một cái gặp nhau đây là cái duyên thôi. Dạ. Còn mà biết có tận dụng hay không, có nắm bắt cái cơ hội này hay không là do các bạn. Dạ, vâng. Chứ ít phút ở đây không phải là gặp đây rồi tự nhiên bấm nút và kết hôn, không phải. Cái này là mới đến nút để mình chấp nhận. Bắt đầu từ ngày hôm nay mình cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để qua lại. Đúng không? Nếu mà hợp nhau thì mỗi bên phải vun đắp thêm nữa. Mỗi người nhường nhịn nhau, hy sinh nhau một chút thì nó mới tới được cái ngày là về chung một nhà. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như chúng ta thấy đối phương phù hợp, có tiềm năng, ta rung động, ta có cảm xúc thì chúng ta bấm nút thật mạnh. Nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 bấm vô lại. Rồi. Ví dụ hồi nãy cổ không bấm luôn hả? Không, bình thường là bạn. Ừ, bây giờ bấm, bây giờ bấm nút rồi thì sao? Bạn tìm hiểu. Đang tìm hiểu. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Bạn đặc biệt. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. À, và hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm khi chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dạ, anh đưa tay em đi. Ủa, có xem chương trình này chưa? Có. À, có thấy người ta hôn nhau cuối chương trình không? Có thấy nhưng mà thôi, hôn tay rồi. Ông chắc ông ế quá à. Ông chủ gì đâu, thiệt cái mệt mỏi ghê luôn á. Làm như hai người hôn tôi sướng vậy. Chuyện của con thì là con có dám hôm nay mình lên tiếng, mình nói là cái tâm tư của mình để cho mẹ cùng lắng nghe hay không? Thì nó sẽ là ở hai góc nhìn của bố mẹ và phụ huynh. Hy vọng rằng là sau khi mà tham gia chương trình thì rằng là cả mẹ và con không cần ai thay đổi cả, chỉ cần là hiểu cái tâm tư của nhau và bắt đầu một chút nhỏ hiểu nhau hơn là mình sẽ ví dụ như hết bất đồng nè, rồi là hết cãi nhau, hết la lối vậy đó. Thì là mong muốn cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Thì đầu tiên chị cho em giới thiệu về bản thân của chị, công việc hiện tại của chị xong rồi đến bé ha. Mình tên là Hằng. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại
thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể là ở quận 9. Mình thì hiện tại thì đang làm nhân viên kinh doanh của Manulife. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hằng. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hằng thì là mẹ. Hiện tại thì cuộc sống của Hằng nó chính là tình trạng hôn nhân là độc thân cộng thêm là có ba cục kim cương rất là dễ thương, đúng không? Và Hằng thì làm nhân viên kinh doanh của Manulife. Bên cạnh đó thì Hằng cũng làm cộng sự của Happy Academy. Happy Academy đó chính là của cô Tuệ An, chuyên về chữa lành và tâm lý. Hằng cũng là cộng sự của bên Life of Creation của cô Lê Anh, chuyên về business coach và coach gia tộc cũng như là leadership. Rất là hân hạnh khi ngày hôm nay được ngồi đây để chia sẻ với các bạn. Hiện tại thì Hằng có một em bé này là bé thứ hai, bạn ấy đang học lớp 4 của trường tiểu học Nguyễn Văn Bá ở quận 9. Thì mình cũng rất là vui khi hai mẹ con có cơ hội được tham gia chương trình Bạn Có Dáng này. Dạ, bé đầu và bé sau là đang bao nhiêu tuổi ạ? Bạn đầu tiên thì năm nay học lớp 6. Dạ. Bạn thứ ba là năm nay 5 tuổi. Dạ, bạn đầu tiên là bạn con gái hay con trai chị? Cháu là con trai. Dạ. Bạn trai đầu tiên và hai bạn gái sau. Dạ. Vì sao hôm nay là chị lại rủ Bảo Khanh tham gia chương trình ạ? Thực ra thì Hằng được sự giới thiệu của bên cô Nấm ngày xưa là hai người cùng ở cùng với lại khu chung cư ấy. Thì là Bảo Khanh thì cũng đang cùng độ tuổi với lại con gái của cô, và có một điều rất là may mắn khi ngày hôm nay Hằng được tham gia trong chương trình này. Hằng chọn tham gia chương trình này bởi vì là thực sự mình cũng rất là muốn để hiểu con gái của mình. Bởi vì ở trong cái độ tuổi này thì có rất là nhiều những điều mà bạn chưa sẵn sàng chia sẻ. Cũng như là mình cũng rất là khuyến khích con có thể chia sẻ với mẹ mỗi ngày. Và cũng có rất là nhiều những cái hoạt động, ví dụ như là trước khi đi ngủ thì hai mẹ con sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Hoặc là đầu năm hôm nay thì hai mẹ con có một cái hoạt động, đó chính là cùng viết nhật ký cho nhau. Thì đó là một trong những cái mà con muốn tìm hiểu xem con gái mình thực sự có mong muốn gì, hay là có những điều gì khó nói mà không thể chia sẻ cùng nhau được. Tại vì chia sẻ thực sự thì Bảo Khanh là một bạn khá là nội tâm, và bạn ấy có những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ mà nhiều khi bạn ấy sẽ giấu kín mà mẹ không biết được. Cho nên đó cũng là một trong những cái hoạt động mà Hằng muốn rằng là sẽ hiểu con mình hơn. Và cái cách hôm nay Hằng nhận tham gia trong chương trình Bạn Có Dáng này cũng là một trong những điều để thấu hiểu con mình nhiều hơn. Dạ. Thanh ơi, con nói một chút đi, con giới thiệu một chút cho mấy cô nghe đi. Sao vậy? Hôm nay con tham gia chương trình, con muốn đi cùng mẹ hay là mẹ rủ con đi? Mẹ rủ con đi. Mẹ rủ con đi hả? À, thế bây giờ con muốn ngồi đây nói chuyện cùng mẹ không, hay là con sang phòng khác để nói chuyện với các cô chú? Con muốn sao nè? Uống trà sữa không nè? Thế thôi, đi sang bên phòng bên kia ngồi chơi rồi cô nói chuyện với mẹ một chút xíu nha. Ok. Thế cho cô Khánh Sang được lấy cái laptop. Dạ, để nói về cá tính của Khanh thì là cô bé khá là chồng đúng không chị? Bảo Khanh là một bạn, đúng rồi, tức là bạn ấy là một người rất là giàu lòng yêu thương. Dạ. Nhưng mà đôi khi thì cái việc mà bạn ấy giàu lòng yêu thương quá là bạn ấy thường dành cho người khác sự yêu thương, xong rồi bạn ấy sẽ bị một cái vấn đề, đó chính là lại mong muốn người khác trao lại yêu thương cho mình ấy. À. Và đôi khi thì bạn ấy rất là giấu kín cái cảm xúc đó. Dạ. Và có một phần Hằng cảm nhận rằng là bạn ấy có một phần gọi là hy sinh cho người khác. Dạ. Hy sinh ví dụ như là trong gia đình cũng vậy. Những cái lúc mà anh cần điều gì đó hoặc em chị gái cần điều gì đó thì bạn cũng rất là sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên thì giống như chị em mình biết, nhiều khi mình hy sinh nhiều quá hay là mình bị một cái gì đó, giống như kiểu mình cảm thấy rằng là mình bị thua thiệt hoặc thiệt thòi ấy, thì bạn ấy lại có một cái xu hướng, đó chính là phản kháng ra. Thì cái cách mà bạn phản kháng ra là một cái giống như kiểu Hằng nghĩ rằng là nó là nội tâm của con, nó tự phát ra vậy thôi, nhưng sau lúc đó thì lại rất là bình thường.
Có nghĩa là lúc đó một phát ra một cái là bắt là đôi khi là sẽ nói to hơn một chút. Hoặc những cái câu nói này to hơn, hoặc là cố tình thể hiện ra là chị không quan tâm đến em, hay là mặc kệ em hay gì đó. Nhưng mà khi sau khi nói điều đấy mà ngồi một lúc lắng lại thì là bạn đấy lại quay lại và lại rủ em chơi, rồi chia sẻ đồ chơi cho em. Đấy là những cái với lại đặc biệt là những lần, có nghĩa là có thể là do mình ngày hôm nay là lần đầu tiên bảo anh tiếp xúc với các cô đấy, bạn sẽ hơi rụt rè một chút. Nhưng mà khi đã quen rồi thì bạn ấy cũng rất là khá là cởi mở. Nhiều khi chị có cảm thấy là giữa mình và con đang có một cái vấn đề về giao tiếp, không? Có nghĩa là chị cũng đang rất là cố gắng kiên nhẫn để mà có thể nhận được lại cái sự mà giao tiếp từ con á. Đúng rồi. Thực ra thì giống như Hà chia sẻ ngay từ đầu, với bạn ấy là một người khá là nội tâm. Có những khoảng khắc bạn ấy chỉ giữ một việc gì đó cho riêng bản thân mình thôi. Mình có, tức là đợt trước thì mình cứ hay gặp hỏi hay là cứ hay cố để moi cái thông tin ấy, kiểu như thế, thì bạn ấy không sẵn sàng để chia sẻ. Nhưng mà đến khi mà, tức là đến lúc mà Hằng biết rằng là nếu như mình càng cố làm một cái việc gì đó thì con chưa sẵn sàng thì mình sẽ không thấy được. Thì cuối cùng Hằng quyết định là mình sẽ làm bạn cùng với con, mình sẽ chủ động chia sẻ những cái vấn đề của mình. Ví dụ như hôm nay mẹ đi làm thì cái việc đấy rất là vui hay là hay gì đấy, thì tự nhiên là bạn sẽ cũng kể về cái những câu chuyện của bạn. Giống như cái việc là hai mẹ con rủ nhau là chúng ta sẽ cùng viết nhật ký nhé. Ví dụ ngày hôm nay có việc gì mẹ không thể chia sẻ với con được hay là gì đó thì mẹ sẽ viết nhật ký. Thì mình cũng là người chủ động viết những cái dòng nhật ký đấy cho con hàng ngày. Rồi bạn ấy cũng sẽ tự viết. Có viết lại chị? Có viết lại. Thế những bạn nhỏ, bạn lớn kia thì có không chị? Có làm gì đó không, hay là riêng? Bạn lớn đấy thì bạn ấy cũng là một bạn trai nhưng bạn ấy rất là tình cảm. Và bạn rất là sẵn sàng chia sẻ với mẹ tất cả mọi thứ. Có nghĩa là gặp mẹ bạn thấy nói. Đúng rồi, bạn đó là một người khá là cởi mở với mẹ. Bạn ấy rất là sẵn sàng sâu những cái cảm xúc đó ra. Và thậm chí Hằng thường có một quan điểm như này, những cái thằng tổng bé, ví dụ như bạn nhỏ nhà Hằng thì Hằng sẽ làm bạn với bạn ấy. Bạn trên một phương diện đó là bạn thân, chứ không phải là bạn bè. Bạn thân có nghĩa là Hằng sẽ lắng nghe con, sẽ chơi với con, sẽ hiểu con. Tức là đến tuổi của thỏ thì cũng như vậy, của anh cũng như thế. Thì mình vẫn là tôn trọng những cái việc bạn kể ra và mình sẽ không kể với ai hết. Mình sẽ giữ những cái bí mật để đưa lên bạn ấy. Nhưng bạn thứ hai thì mình đang trên một cái phương diện giống như kiểu là mình làm quân sư cho bạn ấy. Ví dụ như bây giờ từ lớp 6 rồi, bạn sẽ có rất là nhiều những vấn đề, ví dụ như là bạn khác giới rồi tình chuyện tình cảm hay này gì kia đó, thì bạn ấy thì rất là sẵn sàng chia sẻ với mẹ. Tại vì khi bạn ấy chia sẻ thì Hằng được học được một cách, tức là khi trong công việc các thứ đó Hằng học một cách, đó chính là mình sẽ lắng nghe con, sau đó mình sẽ đưa ra cái góc nhìn của mình. Mình đặt câu hỏi cho con thì theo con sẽ như thế nào, thì bạn ấy thấy rằng là những cái đó là bạn ấy nói thì có người lắng nghe. Xong rồi khi mà bạn, tức là mình không bị ép một cái gì hết, bạn ấy không bị ép rằng là con không được yêu đương, con không được chia sẻ cảm xúc với bạn gái, không được cái này cái kia, thì bạn cảm thấy rằng bạn ấy kể cho mẹ thì mẹ nghe, và mẹ cũng có một cái sự gọi là đưa cho bạn ấy một cái giải pháp nào đấy, bạn ấy nhận diện ra thì bạn ấy rất thoải mái. Nhưng với Bảo Khanh thì Hằng đang thấy có một cái sự hơi khó, bởi vì bạn là con gái và bạn ấy là rất là nội tâm nữa, đâm ra là nhiều khi ấy nó vẫn có một cái sự gọi là chưa thực sự mở lòng với mẹ. Cái vấn đề nào mà hai mẹ con thường xuyên tranh luận với nhau? Thực ra thì để nói về vấn đề tranh luận thì không có. Nói về vấn đề tranh luận thì không có. Hằng biết rằng là trong một gia đình mà có ba anh em ấy thì nó rất là dễ hay gặp vấn đề, đó chính là bạn ấy sẽ tị nạnh với bạn kia, tại sao tương hơn thương hơn, đúng không? Thì mình tránh được vấn đề đấy. Bằng cách là khi các bạn xảy ra một vấn đề gì là mình luôn luôn nói rằng là mẹ sẽ để cho các con tự giải quyết. Mẹ sẽ để cho các mẹ luôn để cho các con tự giải quyết, và khi nào các con không giải quyết được thì mẹ sẽ hỗ trợ thôi. Chứ mình không nói rằng là con là chị thì con phải thế này, con là anh thì con phải thế này thế kia. Mình rất là tránh điều đấy. Thế nên là cũng rất là may mắn khi các bạn không có cảm thấy cái được công bằng, đúng không? Được công bằng. Tuy nhiên thì đôi khi Bảo Khanh là bạn thứ hai, và bạn chỉ cách bạn đầu có 2 tuổi thôi. 2 tuổi dạ. Thì có thể theo cảm nhận của Hằng, khi mà Hằng thấy rằng là có thể là cái lúc mà khi bạn còn nhỏ, thực ra thì khi Hằng mang bầu bạn ấy trong thai giáo thì Hằng cũng có những cái gọi là bị tổn thương ở đó. Thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến con, đó cũng là một cái gây đến cái sự gọi là nó nội tâm của con ấy. Thì Hằng cũng đang cố để chữa lành cái vấn đề đấy cho bản thân mình cũng như là chữa lành với con. Thì cái việc mà
Thực ra bạn Bảo Khanh là bạn mà mẹ hay chia sẻ nhiều nhất luôn trong gia đình. Mẹ rất là hay chia sẻ với bạn đấy. Nhưng mà bạn ấy vẫn có một cái sự gọi là khép kín, vẫn chưa thực sự mở lòng. Dạ chắc là cũng cần phải có thời gian. Dạ vâng. Anh thấy công việc của chị thì khá là dày đặc á. Có dày đặc không chị, hay là chị dành thời gian như thế nào cho các con khi mà mình cũng là một cái người vừa làm công việc ở ngoài rồi mình về nhà mình lại làm người mẹ ở nhà? Về cái việc mà dành thời gian cho con ấy thì thực ra công việc của Hằng thì nghe như thế thôi, nhưng mà nó rất là chủ động về thời gian. Ví dụ như mình làm cộng sự cho bên cô Tuệ An ấy, thì khi nào mình có thời gian, mình rảnh thì mình mới cần phải hỗ trợ các lớp, và các lớp học đấy đều là lớp học 2.0. Và một điều nữa là khi mình chia sẻ với các mẹ, tức là mình bên cô Tuệ An thì chuyên về chữa lành và các về các mối quan hệ trong hôn nhân gia đình, thì cũng như cô nói rằng là gì ạ, khi bản thân mình có thực sự an và mình thực sự có một cái sự ổn trong tâm của mình thì mình chia sẻ với mọi người được, cho nên Hằng cũng không buồn vào về cái việc đó. Cũng sắp xếp thời gian của mình một cách rất là hợp lý. Và đặc biệt thì mẹ và các con cũng đang thực hiện một cái gọi là thử thách cùng với nhau ấy, từ lần cùng tham gia thử thách, ví dụ như là sẽ cùng thử thách là dậy sớm này, sau rồi có ngày thì đi tập thể dục, có ngày thì đọc sách. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình sẽ dành thời gian để tương tác với con. Cũng như là buổi tối thì Hằng cũng có sắp xếp thời gian khoảng ít nhất là một tiếng để cùng với con học bài. Rồi trước khi đi học, trước khi đi ngủ thì là luôn luôn nằm và dành 15 phút để nói chuyện cùng với nhau về một cái ngày, ngày hôm đó mình đã có những việc gì. Thì Hằng thấy rằng là đúng là nếu như mà người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rằng nó rất là nhiều việc, nhưng cái quan trọng là mình có set up được cái thời gian của mình một cách hợp lý hay không thôi. Và rất là may mắn khi Hằng đang có thể làm được theo đúng cái kế hoạch đấy, cũng là được sự hỗ trợ của những người trong gia đình ấy. Cảm thấy rất là may mắn và biết ơn những người trong thân trong gia đình của mình. Em hỏi một xíu là hiện tại là mình đang ở chung với bố của mấy bạn hay là ông bà ngoại, hay là mình có sự hỗ trợ từ những cái người khác khi mà chăm sóc bé? Thực ra thì chia sẻ thật là Hằng và bố của bạn, các bạn nhỏ ấy, thì đã ly hôn được 2 năm rồi. Em xin lỗi. em không biết sao. Hiện tại thì bố của bạn ấy đang ở cùng với lại em gái, cũng nói chung là ở cũng gần khu đấy thôi. Tuy nhiên thì sau khi ly hôn thì em gái của bố bạn ấy, thì tức là các cô của các bạn của bạn thì lại cũng đang rất là hỗ trợ cái việc là đưa đón các bạn đi học rồi buổi tối để ăn uống này kia, nên là cũng không có không bị gặp khó khăn trong vấn đề đấy. Buổi tối thì thường thường là các bạn sẽ về và học bài hoặc là ngủ ở bên cùng với mẹ. Cho nên khoảng thời gian đấy cũng là khoảng thời gian để mẹ con kết nối. Thường thì chị có đặt cho các con mục tiêu gì trong học tập không chị, để các bé kiểu như là với lấy cái mục tiêu đó của mình để học tốt hơn? Thực ra thì mục tiêu trong học tập nó là một cái điều mà ba mẹ nào cũng hướng tới. Tuy nhiên đối với Hằng và cũng như là ba của bạn nhỏ thì không bị ép, tức là không ép các con bắt buộc phải đạt được cái mục tiêu đó, nhưng mà luôn luôn khuyến khích các con rằng ngày nay mình đi làm luôn hả? Dạ không, cái này là em chỉ ghi lại cái dữ liệu để sau này về kiểu mình em làm câu chuyện thôi, chứ mình chưa có ghi. Dạ ngồi vô trong luôn nha, ngồi vô trong một ghế nữa. Dạ rồi, tháo khẩu trang ra cho đẹp trai xíu nè bé ơi. Rồi, đóng cửa cho chị đi em ơi. Có túi không? Rồi, mình có cầm mic cao lên là trả lời mẹ ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mấy dạ. Em chào anh. Đầu tiên thì em cũng sẽ giới thiệu là MCV đang sắp làm một cái show tên là Bạn Có Dám, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Thì Bạn Có Dám ở đây là đứng về góc độ của ba mẹ, thì bạn có dám lắng nghe con mình chia sẻ hay không, có dám đối diện với những cái gì mà con nói về mình hay không, có dám thay đổi cùng con hay không. Còn con có dám ở đây là con có dám hôm nay một lần bộc bạch nói cho ba nghe là con đang nghĩ cái gì, hay là dạng như là đấu tố về ba hay không á. Thì giờ sau cái chương trình này hai cha con cũng sẽ biết được rằng là chúng ta đã hiểu rất là nhiều tâm tư của nhau rồi, nên là ba cũng sẽ có cách để cùng đồng hành với con trong cái hành trình trưởng thành. Thì là hôm nay thường thì một số là sẽ có một cặp nhân vật là bố mẹ, ông bà hoặc là bé. Dạ thì đầu tiên em mời anh giới thiệu về mình cho tụi em mình biết nhiều hơn được không ạ? Anh
anh tên là Hiền. Dạ. Thì nghề nghiệp của anh là giờ dạy nhảy. Dạ. Ngày xưa thì đi nhảy, giờ chuyển qua dạy nhảy. Dạ. Anh chỉ có một bé, mới có một bé thôi. Đây, cậu con trai này, 5 tuổi. Hiền, dạ, dạ. Hiền, đúng không? Chào Hiền. Chào cô, đi con. Chào cô. Hiền có biết nhảy không Hiền? Hiền ơi, con có biết nhảy không? Biết. Dạ biết hả? Ở nhà ai dạy con nhảy? Ai dạy con nhảy? Ba. Ba dạy, vậy Hiền nhảy. Thế cô hỏi nè, con nhảy được bài gì hôm nay? Con có đứng ra đây để con nhảy cho cô nghe cô xem được không? Được. Hãy nhảy thử một đoạn đi ha. Thử một đoạn để mình khởi động cho mình quen đi. Yeah. Ok, nhưng mà cô không có nhạc, ba có nhạc không ba? Hay là nhảy chay luôn? Cái bài đó tên gì ta? Bài nhạc mà con nhảy cho mình quay á. Đó là nhạc gì ta? Mẹ tên gì không biết không? Con nhớ không gì? Hay gì nhảy mà con có phát ban nha. Ok, con ra đi qua hỏi cho. Hiền thuộc không? Hiền có thuộc bài không? Thôi nhảy nhảy thử, nhảy thử một đoạn ngắn cho mấy cô xem Hiền nhảy giỏi như thế nào nè. Ra thì có gì ba nhắc cho. Có ba nhắc bài là quá tự tin rồi. Chuẩn bị nha, xin tới xíu nè. Bên phải, bên trái, tay, kéo, đứng lên, phải, trái, đúng rồi. Rồi, nhảy qua nè, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, rồi, xoay. Rồi, đúng rồi, giữ yên. Rồi, nhảy đất tay. Đi bên phải. Còn nhớ bài rồi. Nhảy ra. Đúng rồi, chậm tay. Mở. Đúng rồi. Tiếp tục. Bỏ ra nè, lên. Ôi nha, mở tay. Đúng rồi, lên. Ôi nha. Nha, 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 là cửa. Đúng rồi, tiếp tục. Nhảy qua. Đúng rồi. Cho bạn nhà ta kìa. Bóng, 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 bóng. Bạn nhà ta bắt tay. Đúng rồi, tiếp tục. Cho cá ăn kìa, cho bóng ăn kìa. Đúng rồi. Rồi. Trời ơi, nhảy xịn hơn cô rồi. Hiền còn biết nhảy chứ cô là không biết nhảy nha Hiền ơi. Giỏi quá trời. Ủa hiện tại là anh có đang dạy các bé luôn hay sao? Đúng rồi, có một lớp từ chiều nay là thứ bảy chủ nhật là sẽ học từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Dạ, yeah. Vũ đoàn có tên vũ đoàn riêng hay sao? Anh có một vũ đoàn riêng. Là vũ đoàn tên gì vậy? Vũ đoàn là Galaxy Kids. À, xem nghe quen quen, ta chắc cũng tham gia nhiều chương trình. Như bé anh, tại vì vũ đoàn Galaxy Kids đã làm gia cho vợ quản lý rồi. À. Thì anh đi dạy mấy cái trung tâm khác thôi. Dạ. Thì hiện hồi nãy vô đây thì nghe bé nói là bé đã tới đây rồi. À, nó tới đây rồi, đi diễn với mẹ. Đi diễn với mẹ, dạ. Yeah. Thế hồi nãy cô có đọc một cái câu là gần đây nhất là hai ba con tranh luận về việc là ba không tặng quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ hả Hiên? Con thấy ba có tặng quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ không? Sao vậy? Rồi con nói làm sao với ba? Nói sao con nói ba? Có mấy con nữ. Ngủ phép con nữ là sao nữa? Thì ba mới tặng quà cho mẹ hả? Nhưng mà tại sao mẹ không tặng quà cho ba? Nếu tới là nữ mà. Nếu tới là nữ mà. Ở nhà thì là Hiên là con trai chắc là tâm sự nói chuyện hay là học chơi với ba nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Anh mong muốn rằng là sẽ định hướng cho con phát triển như thế nào? Anh có nghĩa rằng là thấy ba đi theo nghệ thuật có vất vả không? Có muốn con đi theo nghệ thuật giống ba không? Hay là muốn làm một ngành nghề khác trong tương lai ạ? Thật ra thì mình không có định hướng gì cho bé chứ, tại hiện giờ mình còn đang là người theo dõi bé. Yeah. Để coi sở thích của bé phát triển như thế nào mình mới nương theo. Yeah. Chứ mình không ép. Tại vì cái thời gian xưa lúc bé còn 4 tuổi, 3, 4 tuổi là mình đã cho theo nhảy. Yeah. Nhưng mà không thích.
Dạ. Xong rồi mới đi học nhận cách đây khoảng chừng tháng thôi. Tại vì cái chỗ đó thì mấy bạn đồng trang lứa nhiều. Dạ. Thì bạn đó mới thích đi vô học. Dạ. Chứ trước đó là bạn đó không có chịu học. À. Đó. Thì nên cái đó mình chỉ là theo bé là bạn thấy bé có năng khiếu gì. Dạ. Bạn bé muốn học cái gì mình cho bé học thôi chứ mình không ép gì hết. Dạ. Hiện tại là anh chỉ mới có bé Hiền thôi. Đúng rồi. Dạ. Trong tương lai có dự định là có thêm em cho Hiền không ạ? Thì cũng đang dự tính là kiếm được bé nữa đó, nhưng mà cái này thì tùy nhiên thôi. Hiền ơi, Hiền con có thích có em không? Dạ. Dạ có không? Con thích có em không? Dạ có. Thế cô hỏi nè, năm nay là Hiền 5-6 tuổi đúng không? Dạ, là ở nhà là Hiền giúp ba mẹ làm cái gì rồi nè? Con thường giúp ba mẹ làm cái gì nè? Ở nhà con thích làm gì với ba mẹ? Con có thích phụ mẹ dọn gấp quần áo không? Có thích phụ mẹ lau nhà không? Thích. Dạ thích hả? Dạ thích. À, ở trong đây cô thấy rằng là ba với con hay trò chuyện về game và trò chơi, là con chơi game gì? Roblox. Ờ, cô không biết game đó có dễ chơi không? Game chơi trên iPad hả? Máy tính hả? Điện thoại? Điện thoại. Hiền là năm nay đang học lớp 1 đúng không anh? Lớp lá. À, bắt đầu hết năm nay, bắt đầu hết hè. Cái này là sẽ vô lớp 1. Dạ. Thế ở nhà thì anh dạy cho con cách tự lập như thế nào? Thường thì trong bất kỳ mọi cái sinh hoạt gì thì mình cũng kêu bé phải tập tự làm trước. Dạ. Mình sẽ hướng dẫn cho bé. Dạ. Bé phải tự làm. Chẳng hạn như là việc ăn uống, vệ sinh cá nhân. Dạ. Rồi chơi trò đồ chơi phải tự dẹp. Thì dạ. Tất cả đều mình sẽ hướng dẫn như vậy. Dạ. Cho bé có tính tự lập. Dạ. Ví dụ như mà bây giờ mà anh để cho con đi một cái ngoại khóa nào đó 2 ngày 1 đêm và chỉ có hai chồng ở nhà, thì giao cho các cô chú, thì anh có tự tin rằng là sẽ cho con đi để tham gia trải nghiệm không ạ? Anh thấy là cái chuyện nó cũng rất là bình thường. Dạ. Nhưng mà phải tìm hiểu trước cái hoạt động nó như thế nào. Dạ. Địa điểm nó như thế nào để mình có an tâm giao bé hay không. Dạ. Tại vì mình cũng tự tin về bé. Dạ. Nhưng mà có điều là rất nhiều trường hợp chúng ta xảy ra là những cái cuộc ngoại khóa hay ở ngoài, nó hay có những cái tai nạn không muốn đó. Dạ. Hiên, nếu mà bây giờ mà con đi chơi mà con không có ngủ chung với ba mẹ vào buổi tối thì con có chịu không? Chịu luôn. Con bây giờ ví dụ con đi chơi với những bạn khác bằng tuổi con trong lớp của con và con không có sự giúp đỡ của ba mẹ, con có làm được không? Được. Dạ được. Tại vì thực ra là bên em ngoài chương trình này cũng có thêm những cái chương trình ví dụ như là biệt đội cao lớn dành cho các bé ở cái độ tuổi đang phát triển từ lớp 3 đến lớp 1 nè. Các bé cũng phải được tự lập chung với các cái cô chú nghệ sĩ khác, rồi tự tham gia những cái thử thách của chương trình của ekip đưa ra. Đương nhiên rằng là sẽ có bố mẹ đi theo để giám sát cái hành trình đường quay hình, nhưng mà các con sẽ không nhìn thấy bố mẹ tại vì sợ. Chỉ cần nhìn thấy bố mẹ là cầu cứu. Dạ đó, thì em cũng nghĩ rằng là cũng là một cái hướng để cho Hiên bạn ấy kiểu dạng dĩ hơn. Bây giờ nhiều khi là chưa quen với các cô chú cho nên là đang còn rụt rè, chứ hồi nãy thấy nhịp vô mấy cái bài đoạn sau là thấy cũng ới a rồi. Thật ra là bạn là có thể ngủ bất kỳ chỗ nào bạn đi chơi với người ở ngoài. Dạ. Tại vì không phải lúc nào ngủ với ba mẹ cũng được. Dạ. Công việc của ba mẹ thường xuyên cũng hay đi. Dạ. Nên nhiều khi cũng ngủ với ông bà nội, ngủ với ông bà ngoại. Dạ. Có khi ngủ nhà mấy cô nữa. Dạ. Bé thường mình tự lập lắm. Dạ. Thường thì trong cách dạy con của hai vợ chồng thì có đồng quan điểm với nhau hay không? Và khi nào anh cảm thấy là mình cũng mất kiên nhẫn hay là nóng tính với con? Thì chắc chắn cái việc mà quan điểm dạy con thì không thể nào mà giống nhau 100%. Dạ. Sẽ có những cái vấn đề sẽ là hai vợ chồng sẽ nghĩ hai hướng khác nhau. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì phải tìm ra cái phương hướng nào tốt nhất. Dạ. Cho bé. Chứ xảy ra thoải mái chắc cũng có. Dạ. Tính là do nóng tính nên nhưng mà nhà này cũng đỡ rồi. Có con bắt đầu đỡ. Có con bắt đầu đỡ. Dạ. Điều gì mà anh có đặt cho con một cái quy tắc gì trong sinh hoạt, trong đời sống, trong học tập không? Ví dụ như mỗi một gia đình họ sẽ có những cái luật lệ riêng dành cho con mình đó. Họ cũng sẽ cho con được tự do, nhưng mà trong cái tầm kiểm soát của họ thì anh có đặt cái quy tắc gì cho Hiên không? Thực ra anh không có đặt quy tắc gì đó. Anh yêu cầu bé là chỉ có một cái là tức là mình phải tôn trọng những người xung quanh. Người lớn tuổi. Rồi phải biết giúp đỡ những bạn khác, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Nói chung là biết yêu thương nhiều thôi, chứ còn lại những việc khác anh cũng có yêu cầu gì hết. Dạ. Còn bé như thế nào thì nói chung là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Dạ. Cái đó phải cho bé nó tự phát triển. Mình chỉ rèn, mình chỉ là
góp ý thôi, chứ không phải rèn mình, chỉ góp ý bé. Còn cái đường đi, cái sự giải quyết gì bé thì tự chọn. Dạ, và cái mong muốn mà anh Khiên tham gia bất cứ một cái chương trình nào với bé thì anh mong muốn cái điều gì? Là để mình hiểu con hơn hay là để mình và con có những cái thước phim lưu giữ lại lớn lên con coi cái hành trình mà chúng ta đồng hành cùng nhau, thì anh mong muốn cái điều gì nhất? Có hai thứ mà anh tham gia các nhiều chương trình anh với bé tham gia thì anh muốn nhất, thứ nhất là hai cha con có nhiều trải nghiệm cùng nhau hơn. Cái thứ hai nữa là giúp bé có thể là tự tin hơn. Nó dạn dĩ hơn. Thì đó, trên tinh thần là hôm nay tụi em có một cái buổi trò chuyện nho nhỏ với hai cha con, thì tụi em cũng đang trong quá trình mà hoàn thiện cái format chương trình này, cũng như là làm công tác về lịch, về ghi hình với các bên á, thì có gì tụi em sẽ thông báo cho bên anh để bên anh chuẩn bị trước anh ha. Ngoài ra thì bên em cũng có những cái chương trình mà dành cho bé, thì hy vọng là sẽ có cơ hội hợp tác với anh, tại vì em thấy đôi tuổi này là thả ra là cho tự chơi tự bơi với các cô chú được rồi, về mức độ an toàn thì chắc chắn là phải đảm bảo an toàn. Nhưng mà nó cho dạng dĩ thêm. Có gì về lịch quay cái gì báo sớm nên sắp xếp. Có, tụi em vẫn sẽ phải báo sớm, tại vì thực ra là với người lớn thì dễ, nhưng mà với trẻ con thì khó anh. Thứ nhất là giờ ăn giờ ngủ cũng khác mình, rồi giờ đi học cũng khác mình. Không thể nào mà bắt mấy bé mà kiểu sáng sớm phải lên quay hay là chờ đến khuya á, thì có gì tụi em sẽ sắp xếp kỹ cái đó rồi báo. Em cảm ơn anh. Trời ơi, hai cha con đi từ dưới Thủ Đức lên. Hay là mình có việc gì gần đây? Bé thì bé học ở bên quận 3. Thì bé thằng mẹ đăng ký học tiếng Anh với bệnh á. Thì thứ sáu là tối thứ sáu, chiều thứ sáu là bé lên đó học. Học xong một buổi rồi về ngoại nước. Xong rồi thứ bảy chủ nhật là ăn trước gì ở dưới. Rồi đi học nhảy. Thường là lịch sẽ là tối thứ sáu là sẽ ở nhà ông bà ngoại để tạo đi tiện cho tiện đi học. Đúng rồi, xong rồi anh rước về quận 9, chiều đi học nhảy. Xong rồi ngủ lại, xong rồi sáng đi học tiếp, và chiều chủ nhật về học nhảy tiếp. Xong ở nhà luôn. Minh Hiên, con có thích đi học tiếng Anh không? Ở trên lớp con là thầy dạy tên gì ta? Thầy tên gì? Thầy hay cô? Thầy hay cô? Thầy của con tên gì? Quên rồi. Không biết tên luôn. Thầy Hiên. Không, lớp tiếng Anh. Không, lớp tiếng Anh mà. Lớp tiếng Anh ở quận 3.